Chia tay đi. Cô nói gì đấy? Anh muốn chia tay. Được. Chia tay thì chia tay. Đừng có hối hận mà đòi quay lại đấy nhá. Chúng tôi chia tay chỉ vì một chuyến xe. Chắc mọi người đều nghĩ như vậy. Xe lâu ấy nhỉ? Một giờ rồi. Ôi, anh xem xe điên đâu rồi mà lâu thế? Tài xế hủy chuyến mà anh không để ý thông báo. Anh không biết mở app lên check à? Có mỗi cái chuyện đặt xe đấy không làm được thì anh làm được cái gì nữa? Vô dụng. Ôi cái gì? Tao nói gì sai à? Có mỗi cái chuyện đặt xe cũng không làm được nữa. Biết bao nhiêu người ở đây chờ. Minh. Đủ rồi em. Đủ rồi cái gì? Có mỗi chuyện còn con ấy không làm được thì sau này anh làm được cái gì? Chia tay đi. Anh nói gì đấy? Anh muốn chia tay. Được. Chia tay thì chia tay. Đừng có hối hận mà đòi quay lại đấy nhá. Anh chụp ảnh cái kiểu gì ấy? Nhìn ngứa cả mắt. Thế để anh chụp lại cho em nhá. Thôi không cần nữa. Mệt rồi. Anh Vinh. Anh đi về nhà ngay cho tôi. Đừng để tôi phải nói nhiều. Em, hẹn ông hôm khác nhá. Cô ấy chưa bao giờ giữ thể diện cho tôi. Thì anh đưa em đi ăn nha. Em muốn ăn gì nào? Em ăn gì cũng được. Lẩu đi. Không. Bún bò nhá. Không. Hay là... Em muốn ăn gì em không biết à? Chịu. Thôi anh tự đi ăn của mình đi. Minh. Tôi mặc định phải hiểu những điều mà cô ấy không nói. Quà 20 tháng 10 của em này. Em cảm ơn. Nhìn quê thế. Em có thích cái mẫu này đâu. Anh chẳng hiểu ý em gì cả. Cũng chưa từng có cảm giác được trân trọng. Được. Chia tay thì chia tay. Đừng có hối hận mà đòi quay lại đấy nhá.